khi các couple cà thơi gây bão top top đi dự sự kiện offline. Cặp đôi Ninh Dương gây chấn động cõi mạng vì được lượng fan lớn tới ủng hộ, phủ kín 3 tầng lầu Biteco. Cô Hai Báo, mợ Hai Báo dự chung buổi offline một lần duy nhất, cũng vẫy tay chụp ảnh như sao hạng A nhưng chẳng ai hú hét. Cậu mợ ba dự quá trời sự kiện nhưng chẳng ai quan tâm. Đi thảm đỏ vẫy mỏi tay mà dân tình cứ quay ống kính máy ảnh đi chỗ khác. Thiên hạ này có một nữ nhân như vậy sao? Top top thời gian qua có khá nhiều couple cà thơi gây bão, được cư dân mạng đặc biệt quan tâm. Những cậu ba, mợ ba, cô Hai Báo, mợ Hai Báo hay Ninh Anh Bùi và Nguyễn Tùng Dương sau khi nổi tiếng đã bắt đầu tham gia sự kiện hay tổ chức họp fan. Thái độ của mọi người dành cho các couple cà thơi tại buổi gặp gỡ trực tiếp cho thấy sức hút thực sự của họ liệu có thật hay không, có được ủng hộ hay chỉ là trò cười trên mạng xã hội. Một trong những couple cà thơi nổi tiếng trên top top, được khán giả vô cùng săn đón tại các sự kiện offline là Ninh Anh Bùi và Nguyễn Tùng Dương. Chỉ cần nhìn vào lượng người hâm mộ đổ xô về sự kiện, phủ kín 3 tầng lầu từ sảnh cho đến thang cuốn ở Biteco cũng đủ thấy công ty Ninh Dương đang được yêu mến cỡ nào. Loạt hình ảnh từ buổi offline sự kiện này đã làm cõi mạng được fan chấn động, bởi cỡ các celeb hạng A, ca sĩ đình đám của Vpop cũng chưa chắc làm được điều này. Không chỉ sự kiện ở Biteco, mà trước đó, khi Ninh Hạt Nhài và Âm Yêu Ơi dự các sự kiện thương hiệu khác ở loạt trung tâm thương mại cũng đã thu về lượng người hâm mộ đông đảo rồi. Các fan của hai chàng trai này rất nhiệt tình, không tiếc công sức thời gian đến tận hiện trường để support. Đáp lại tình cảm của người hâm mộ, cặp đôi Ninh Dương cũng rất nhiệt tình pha trò tại các sự kiện. Cả hai đều vô cùng thân thiện, rất chăm giao lưu với mọi người trên cả livestream lẫn ngoài đời. Trong khi Ninh Anh Bùi và Nguyễn Tùng Dương chứng minh độ hot của mình là hàng thật giá thật, thì những couple cà thơi nổi tiếng trên top top như cô Hai Báo, mợ Hai Báo hay cậu ba Kenji và Miko Lan Trinh lại cho thấy họ chỉ hot ảo, nhận được sự chú ý từ loạt chiêu trò, thậm chí là làm trò cười cho cư dân mạng, chứ chẳng hề được ủng hộ ngoài đời. Với cô Hai Báo và mợ Hai Báo, tổ hợp này làm một bộ phận dân mạng phải khó hiểu, bởi không biết cặp đôi nổi tiếng vì điều gì. Tài năng không có, nhan sắc không có, chỉ có duy nhất chiếc video tình cờ quay với chú mèo dễ thương cùng màn bới tô cơm tạo trend, chứ thực tế câu chuyện xoay quanh hai người thực sự làm người xem ngán ngẩm. Một số dân mạng chăm xem cô Hai Báo và mợ Hai Báo cho rằng cặp đôi nổi tiếng vì sự giản dị trong mỗi video. Tuy nhiên sau đó, có vẻ vì quá ham nổi tiếng nên cả cô Hai lẫn mợ Hai đã làm ra nhiều trò không vui. Từ việc tranh cãi đến loạt drama như ngôn tình ba xu. Đỉnh điểm của sự ảo tưởng nổi tiếng là khi cô Hai Báo và mợ Hai Báo dắt tay nhau đến buổi offline fan của mình. Ừ thì cũng có người hâm mộ tới đó, cũng vẫy tay chào, chụp ảnh như celeb hạng A nhưng thực ra chỉ được vài mống. Còn lại thì tới xem trò vui và cảm thấy ngại dùng cho chính chủ. Hiện tại, cô Hai và mợ Hai đã chia tay. Cô Hai Báo cùng Vinh Gấu dự sự kiện nhưng cũng bị mọi người hắt hủi không ít. Cuối cùng, một cặp đôi khác cũng làm netizen phải bàn tán nhiều, đó là cậu ba Kenji và Miko Lan Trinh. Sau 7.749 video gây tranh cãi, giờ cậu ba và mợ ba xuất hiện trên thảm đỏ, chăm chỉ tham gia sự kiện. Chỉ tiếc là fan của hai người chẳng có mấy. Thậm chí cậu ba còn vẫy mỏi cả tay khi bước đi trong sự kiện, song ống kính của mọi người lại chĩa về hướng khác. Hầu hết những lần cậu ba mợ ba dự sự kiện, cư dân mạng toàn mỉa mai chứ chẳng có nổi một lời bình tử tế. Như vậy cũng đủ thấy, hai người được yêu thương cỡ nào.